Chúng ta cùng phân tích đề bài này. Đề bài cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thì thu được 0,3 mol hỗn hợp gồm có ba khí là CO, H2 và CO2. Hỗn hợp X này thì phản ứng vừa hết với hỗn hợp gồm có 4 oxit, đồng hai oxit này, magie này, oxit sắt từ này và nhôm oxit có cùng số mol thì thu được hỗn hợp chất Z. Cho cái hỗn hợp chất Z đó đi vào trong dung dịch HCl đúng không? Thì thu được 3,36 lít khí. Nếu cho X vào nước vôi trong dư thì thu được mg kết tủa và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là tức là giá trị của kết tủa bằng bao nhiêu. Thế vậy thì các bạn có thể nhìn vào sơ đồ hóa bài toán như sau này. Carbon này đúng không? Đi vào hơi nước này, đi qua than nóng đỏ này, than nóng đỏ thì sẽ thu được đây là hỗn hợp X. Hỗn hợp X đây gồm có anh CO, CO này, anh H2 và anh này là anh CO2. Có tổng số mol là bao nhiêu? Có tổng số mol là 0,3 mol. Đấy, hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ với hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y ở đây gồm có các oxit đó là CuO, CuO, Fe3, O4, MgO, MgO và Al2O3. Đó. Thì cho hỗn hợp này đi qua Y thì sẽ thu được đây là phần chất rắn Z. Đó, phần chất rắn Z. Chất rắn Z đây gồm có này, khi hydro và CO thổi qua thì nó chỉ cướp được oxy của đồng thôi là tạo ra Cu, cướp được oxy của sắt thôi là tạo ra sắt. Đúng không? Còn anh magie với anh nhôm này thì vẫn còn nguyên vẹn, nó không bị mất oxy, không bị mất oxy. Đó. Rồi sau đó với cái hỗn hợp dẫn rắn Z này cho tác dụng với HCl. HCl thì tác dụng HCl để mà sinh ra được khí hydro, sinh ra được khí hydro đây là bằng 0,3,36 mà thì đây sẽ là 0,15 mol. Để sinh ra được khí hydro thì chỉ có thể là anh sắt mà thôi, đồng không tác dụng nhé, đồng không tác dụng. Anh magie và anh Al2O3 thì có tác dụng nhưng mà không sinh ra khí. Thế vậy chỉ có sắt sinh ra được khí H2 thôi và mình dễ dàng biết ngay được sắt đây sẽ bằng 0,15 mol. Đó. Sau khi biết sắt bằng 0,15 mol rồi thì mình bảo toàn sắt, anh này 0,15 mol chia 3 thì anh này sẽ là 0,05 mol. Được chưa ạ? Khi anh này bằng 0,05 mol ấy, được chưa? Thì người ta để các bạn để ý này, ở đây có 4 oxit này và có cùng số mol. Nên do đó thì anh này 0,05 thì hiển nhiên anh này cũng bằng 0,05, anh này cũng bằng 0,05 và anh này cũng bằng 0,05. Đó. Thế vậy thì hãy để ý này, cái lượng oxy mất đi chỉ mất đi ở hai oxit này thôi. Đây lượng oxy mất đi. Đó, bởi vì CO và H2 cướp oxy đây thôi. Thế vậy thì ta có thuật toán như sau. Chúng ta có lại tổng số mol của CO và H2. H2 nó sẽ bằng tổng số mol của oxy, oxy trong oxit bị mất đi. Và nó sẽ bằng này, 0,05 nhân 1 cộng 0,05 nhân 4 thì đấy là chính là 0,05 nhân 5 luôn cho tiện. 0,05 nhân 5 thì nó là 0,25 mol. Đó. Thế vậy thì hai thằng này đúng không? Tổng số mol hai này bằng 0,25. Thì chúng ta dễ dàng này, ba anh này cộng lại là 0,3 mà hai thằng này đã 0,25 rồi thì hiển nhiên CO2 chúng ta sẽ suy ra số mol của CO2 sẽ bằng là 0,3 trừ đi 0,3. 0,3 trừ đi 0,25 thì sẽ bằng là 0,05 mol. Mà trong môi trường kiềm dư, đúng không? Trong môi trường nước vôi trong dư thì số mol của CO2 sẽ bằng với số mol kết tủa luôn, bằng số mol kết tủa. Và lượng kết tủa ở đây 0,05 nhân 100 thì nó sẽ là 5 gram. Đáp án sẽ là A.